Ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa được hưởng, tỷ kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phú sa mấy lách khầm má xu khăn, áo bú thùi cha na xì quý tầng, thích khú quý sàng sa mà bà tí, ấp bá tổ à sa quá khá dần. Chỉ nhờ học rộng biết nhiều, đầu đà khổ hạnh hay liệu ẩn cư, hoặc do tâm định an như, tự cho hưởng phúc hứa từ thánh lưu. Sa môn tự mãn tự kiêu, coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô. Phản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Cảm ơn chị Đạt Long. Nam mô Bổn Sư Thầy, nam mô Bổn Sư Thầy, nam mô Bổn Sư Thầy. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ Khánh An, cô tu nữ Quý Đi Giáo. Kính chào với anh chị đồng đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đạt Long cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 272 ạ. Bồ sa ni nê khập ma su khăn a bu tu cha na se vi tăng bích khu vi sa sa ma ba đi ấp mát tu a sa phát khá dân. Bồ sa ni nê khập ma su khăng a pu tu cha na se vi tăng bi khu vi sa sa ma ba đi ấp ba tu a sa quát kha yang. Ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa được hưởng, tỳ kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hù sa mi nê khăm ma su khăng a pu tu cha na se vi tăng bi khu vi sa sa ma ba đi ấp ma tu a sa vát kha yang. Chỉ nhờ học rộng biết nhiều, đầu đà khổ hạnh hay liều ẩn cư, hoặc do tâm định an như, tự cho hưởng phước khước từ thánh luân. Sa môn tự mãn tự kiêu, coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ xin gửi mic lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ nam mô Bụt Tha Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sang Ca Gia. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 272. Phú sa mi net kham ma su kham a phố thuốc chá ná sề quý tăng bích khu bích xà xá mà phá đi áp bát tô a xá quát khá dân. Phú xà mí nét khầm má su khăn a phố thuốc chá ná sê quý tăng bít khu quý xa xá ma pa lý áp bát tô a xá quát khá dân. Phú xà mí nét khăm má su khăn a phú thuốc chá ná sê quý tăng bít khu quý xa xá ma pa lý
Appato asavakkhayam, ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa được hưởng, tỷ kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: chỉ nhờ học rộng biết nhiều, đầu đà khổ hạnh hay liều ẩn cư, hoặc do tâm định an như, tự cho hưởng phúc khước từ thánh lưu. Sa môn tự mãn tự kiêu, coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, món mời bằng tay của Sít Ai Minh. Dạ, sa thú lành thay. Cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bức Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Khánh An, cô tu nữ Vidhi Giá Ra Ta Ná. Dạ, kính chào quý anh chị. Dạ, cảm ơn con, tri ân cô, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn chị Rạng Đông. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 272. Phu sa mi ne kham ma suk khang ap apu thut cha na se vi tăng vi khu vi sa sa ma ba di ap bát tô a sa vắc kha yang phu sa mi ne kham ma khang ap bu thut cha cha na se vi tăng vi khu vi sa sa ma ba di ap bát tô a sa vắc kha yang Phu sa mi nên khẩm ma su khăng a pu thun cha na se vi tăng vi khu vi sa sa ma ba di a ba to a sa vắc kha yang, ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa hưởng được, tỳ kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: phu sa mi ne kham ma su khan a bu thu cha na se vi tăng vi khu vi sa sa ma ba di a ap ba to a sa vắc kha yang phu sa mi ne kham ma su khan a bu thu cha na se vi tăng vi khu vi sa sa ma ba di Abba toa sa vắc kha yang, chỉ nhờ học rộng biết nhiều, đầu đà khổ hạnh hay lều ẩn cư, hoặc do tâm định an như, tự cho hưởng phước khước từ thánh lưu. Sa môn tự mãn tự kiêu, coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm mô. Phổ thơ của Hai Thượng Giới Đức. Và em đã trả bài xong, kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. Sa thú ái minh, con Tâm Phương, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử, kính cảm ơn Rạng Đông, Ái Minh và Nhật Huỳnh đã cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc và kể các phúc cú số 272. Phú Sa Minik Khamat Suk Khang Aputu chan na na se vi tăng bi khu vi sa sa ma ba di apato asakat kha yang phu sa mi khen kha man su khang aputu chan na se vi tăng Bhikkhu visa samapadi appato ang sakkhayang pusami khe khamma sukhang
Abu-tu-cha-na-se-vi-tăng-bi-ku-vi-sa-sa-ma-pa-di Apa-tu-ang-sa-kha-kha-yang Pu-sa-mi-ne-kha-ma-su-khang Abu-tu-cha-na-se-vi-tăng Bhikkhu visasamāpaddi apato ambhakankhayaṃ. Ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa được hưởng. Tỳ kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chỉ nhờ học rộng biết nhiều, đầu đà khổ hạnh hay liều ẩn cư hoặc do tâm định an như tự cho hưởng phúc hướng khừ thánh lưu sa môn tự mẫn tự kiêu coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm thôi. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức, và kính mời những vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn thằng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Sức Hoa Nguyệt kính cảm ơn Tâm Phương. Dạ, con xin được ông bài pháp cú kinh số 272. Husa minet kham masu khang abuthut chanase vi tăng biết khu vực xa xa mà bà đi áp bà tờ à xa quát hà dân. Hô xa mi nét khẩm ma su khăn a bu thốt cha na xê vi tăng. Biết khu vực xa xa mà bà đi áp bà tờ à xa quát hà dân. Hô xa mi nét khẩm ma su khăn a bu thốt cha na xê vi tăng. Bích không biết xa xa mà bà đi áp bát tờ à xa quát khả dân. Phu xa mi nét khẩm ma su khẳng a bu thốt cha na xê vi tăng. Bích không biết xa xa mà bà đi áp bát tờ à xa quát khả dân. Ta hưởng an ổn lạc, phàm khu chưa được hưởng, tỳ kheo chớ tự tin khi lậu hoặc chưa diệt. Dạ đây là bản kiểu ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Phù sa mi net kham a su khang a bu thu chốt cha na se vi tăng bích khu vi sa sa ma ba đi Abhato asavakkhayaṃ Usāminat kammasukhaṃ Abhuthuccha nasevitaṃ Bhikkhu vissasamabhadi Abhato asavakkhayaṃ Phụ sa mi nét khẩm ma su khăn a vua thu cha na se vi tăng bịt khu vi sa sa ma ba đi a ba tơ a sa quát kha văn. Phụ sa mi nét khẩm ma su khăn a vua thu cha Na se vi tăng biệt khu vi sa sa ma ba di a ba tơ a sa quát kha văn. Chỉ nhờ học rộng biết nhiều, đầu đà khổ hạnh hai liều ẩn cư, hoặc do tâm định an như tự cho hưởng phúc phước từ thánh lưu sa môn tự mạn tự kiêu coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới
Giới đức, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm và quý anh chị vừa vào đạo tràng. Dạ, con đọc và kệ nhiều lần để chờ sư dạo. Con thấy sư dạo rồi, rất là mừng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con không biết mấy ngày nữa. Ngày nay con sợ quý sư rất là bận nên con phải kéo dài thời gian đọc kinh cũng như đọc kệ. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Tâm Hương, cô Ái Minh, Cẩm Vân, Xích Tần Đạo, Xích Đặng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Tâm Hương ơi, Tâm Hương có trước máy không Tâm Hương? Alo, alo. Tâm Hương ơi, có trước máy không? Hello, còn nhà Tâm Phương có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư thì Nhật Quỳnh kính mời Tâm Phương nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ chư đại đức tăng với cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính. Dạ, kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng thỉnh pháp sư. Dạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tôn A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tha Sang. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu tha sang. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu tha sang. Brahman chaloka thi bati saham bati ka tân chali ân thi hóa răng ayang cha thang sang tê tha sa ta ba ra chan kha cha ti kang đề xê tu thâm măng ngã nụ khâm bi măng ba chăng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tiên thành ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tiên thành ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con đã cung thỉnh pháp sư và xin nhường miết lại cho chị Nhật Huỳnh để chị Nhật Huỳnh cung thỉnh chư tăng dịch bài học hôm nay. Rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ con xin thay mặt đầu tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng cấp pháp của kinh số 273. Dạ, sư có ở trước máy chưa bạch sư? Dạ, nếu chưa có trước máy sư đã sẵn sàng, sư cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hạt đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 273. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, qua nay thì chúng tôi bận rộn cùng cái ngày chủ nhật hôm qua không có lên thuyết giảng được, mong quý vị cũng thông cảm. Ngày hôm nay thì đúng ra chúng tôi bận đi đám tới 4 giờ chiều mới về tới chùa, bây giờ cũng rất là mệt. Nhưng mà hôm nay thì Thượng Tọa Tuệ Quyền cũng bận việc, thành ra không có vào giảng, nên chúng tôi phải đảm trách cái phần của Thượng Tọa Tuệ Quyền luôn. Dạ, vậy thì bây giờ trước khi con cảm ơn đến Thượng Tọa Minh Hạnh rất là nhiều. Thật ra đó thì quý vị biết chúng tôi thì do như là cái cuộc đời của chúng tôi thích gắn liền với đạo, với cái sự tu tập, thành ra đó cái công việc gì đó mà có lợi ích đến tha nhân thì chúng tôi cũng muốn làm hết, cũng muốn làm hết. Chỉ có tội nghiệp cho các vị sư ở trong chùa cư ngụ chung với chúng tôi thôi, tội nghiệp các vị sư đó. Các vị sư đó thì cứ tối ngày hay đi theo chúng tôi tụng kinh đám tang, tụng kinh cho người ta xây nhà, tụng kinh cho người ta khai trương, tụng kinh cho người ta bị ma nhập. Mấy vị sư, mấy vị nói chùa người ta đó toàn là đại thí chủ, đại thí chủ đến không à, đại thí chủ đến coi như là người ta cũng chay tăng mà coi như là hoành tráng, như là từng hai ba ngày mà coi như là các vị đại thí chủ ở chỗ này chỗ kia, doanh nghiệp này doanh nghiệp kia lợi cúng không à. Còn ở chùa Hữu Đức các vị sư mà cộng chú với chúng tôi á, toàn là thấy mấy người bị ma nhập đến nè, rồi mấy người chết mà không có chỗ chôn, chết mà không có chỗ là làm đám, có nghĩa là người ta ở nhà trọ quý vị, rồi người ta xin lại chùa để, rồi có nhiều khi thì những gia đình người ta nghèo, thành ra thỉnh thầy cúng thì tụng là không được, thành ra chạy lên chùa Vũ Đức để thỉnh. Thành ra mấy vị cộng chú của chúng tôi thì gặp toàn là chuyện đó không à. Quý vị biết đó, có nhiều người người ta đến đây người ta cúng, chúng tôi hỏi họ ở đâu, cái họ nói họ ở ngay cái chỗ đó vậy đó, cái chúng tôi hỏi sao mà biết lên đây cúng vậy. Người ta trả lời một câu mà chúng tôi nghe nó rất là buồn. Ta nói tại vì mọi người người ta chỉ là cái chùa này á, mà muốn cúng nhiều cũng được, cúng sao cũng được, mấy ông sư mấy ông dễ lắm, mà không có ra giá gì hết đó. Thì không phải là vậy, là có nghĩa là tại mình không phải là mình tu hành giỏi chơn chánh gì, nên là mà người ta trả lời đó là tại vì cái chùa này á, cúng nhiều có mấy ông sư mấy ông cũng nhận đó, có cúng cơm không thì cũng nhận, mà cúng cơm mà có cúng tiền mấy ông cũng nhận, mà không cúng cũng nhận, không cúng cũng lên ăn cơm được nữa. Thành ra người ta chỉ như vậy đó, thành ra tụi con thì đến đây tụi con cúng đó. Rồi chính vì cái chỗ đó đó quý vị biết không, thì chúng tôi cũng làm theo cái lời của sư trưởng ngày xưa, sư trưởng dạy, sư trưởng nói chùa người ta nó phải tổ chức các cái chuyến đi từ thiện, có nghĩa là mình ra ngoài
miền Trung, miền Tây, miền này, miền kia, để mà mình làm từ thiện, vân vân. Thì tại sao mình ở chùa, mình không nấu dư tí xíu cơm để cho những người người ta đến lỡ đường, hoặc là người ta đến thăm chùa thì người ta sẵn dịp đó người ta có cơm, người ta ăn, thì mình cũng có dịp mà mình làm phước luôn. Đó thì chính vì cái chỗ đó mà ở chùa lúc nào cũng ở chùa lúc nào cũng nấu dư chút đỉnh. Rồi mình thấy như vậy đó thì thật sự ra mình thấy mình vui quý vị, mình thấy mình vui. Rồi có những người Phật tử người ta lại người ta nói sao mà chùa Phú Đức lúc mà ăn cơm nó đông, bá già bá tánh nhiều. Chúng tôi cũng thiệt, cũng nhiều khi mình cũng không biết phân tích làm sao. Có những người người ta cũng khó tánh, người ta nói chùa sao mà cứ ngày nào cũng có người này người kia đến dùng cơm. Chúng tôi cũng cười thôi, chứ mình biết nói làm sao giờ. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi hiểu rằng là ở trong một cái ngôi chùa đó, mà mình có cái sự mà rộng rãi như vậy đó, có cái sự chia sẻ như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ nó ấm áp quý vị. Cũng như giờ mình đi đến nhà, chúng tôi đi đến nhà của quý vị, thì quý vị có nghèo hay quý vị có khó khăn cỡ nào đi nữa, quý vị cũng mời chúng tôi ăn một bữa ăn à. Nếu mà chúng tôi đến đúng ngay cái giờ cơm, thì các vị Phật tử hay là bá gia bá tánh ngoài đời, thì người ta đi đến ngay cái giờ đó đó, thì mình mời lại người ta đó. Thì cái đó chúng tôi nghĩ rằng là một cái sự chia sẻ thật sự, là một cái tâm mà mình có cái sự chia sẻ. Vậy mà có nhiều người ta không chịu quý vị, người ta không chịu. Mà chúng tôi nghĩ là thôi, thế gian thế gian thì mỗi người mỗi ý. Trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại mà mình phải chịu thôi. Đó là vài lời tâm sự về ở trong cái cuộc sống ở trong chùa, đến cho quý vị nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài mới. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với phẩm Mắt Gá Quát Gá, là phẩm Đạo Lộ. Vậy thì trước khi đi vào bài mới thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Pavantang Apivadami Sokato Bhagavata Sammo Dhammang Namassami Suppatibanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Nammami Lokassana Thang Varamuttama Hang Bhutang Chak Dhammang Chak Bhannamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, bài kệ này số 273. Vậy thì như thường lệ chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Mắt Gà Nát Thành Ghi Cô. Mắt Gà Nát Thành Ghi Cô. Mắt Gà Nát Thành Ghi Cô Xét Thô. Mắt Gà Nát Thành Ghi Cô Xét Thô. Sắc Cha Năng Chá Túc Rô Bá Đà. Sắc Cha Năng Chá Túc Rô Bá Đà. Sắc Cha Năng Chá Túc Rô Bá Đà. Quý Ra Gô Xét Thô Thâm Ma Năng. Quý Ra Gô Xét Thô Thâm Ma Năng. Quý Ra Gô Xét Thô Thâm Ma Năng. Đi Bát Đà Nành Chắc Chắc Khu Mà. Đi Bát Đà Nành Chắc Chắc Khu Mà. Đi Bát Đà Nành Chắc Chắc Khu Mà. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái liên từ, thành ra chúng ta phải tách ra
là chúng ta phải tách ra. Vậy thì Magga, Nathan, Gico chúng ta tách ra là Magga Năng, Magga Năng, Magga Năng cộng với Athan, Gico. Magga Năng cộng với Athan, Gico. Dạ đúng rồi, xa thú. Magga Năng là do nó chia theo sở thuộc cách số nhiều, chứ nguyên mẫu của nó là danh từ mắt gá. Mắt gá, khi mà chúng ta gặp mắt gá thì chúng ta biết rồi, là đạo lộ hay là con đường. Mắt gá là đạo lộ hay là con đường, do chia theo sở thuộc cách số nhiều thành ra trở thành mắt gá năng. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái nghĩa là trong các đạo lộ hay là trong các con đường. Trong các đạo lộ hay là trong các con đường. Sở thuộc cách ấy, thì của trong số thuộc về, của trong số thuộc về. Còn sở dụng cách thì trên trong tại ở, trong các con đường hay là trong các đạo lộ. Athanrico, Athanrico đây là một cái hợp từ. Athanrico có nghĩa là tám chi phần hay là tám ngành, tám chi phần hay là tám ngành. Athá, Athá là tám, danh từ số điếm là tám. Ghi cá, ghi cá, ăn ghi cá, ăn ghi cá có nghĩa là ngành hay là chi phần. Ngành hay là chi phần. Thành ra hai cái danh từ này khi mà phối hợp lại thành một cái hợp từ được chia theo chủ cách số ít, thành ra trở thành Athanrico. Athanrico, Athanrico có nghĩa là tám chi phần hay là tám ngành. Tám chi phần hay là tám ngành. Seto, Seto có nghĩa là thù thắng hay là cao thượng, thù thắng hay là cao thượng. Xuất phát từ danh từ Seta, do được chia theo chủ cách số ít thành ra trở thành Seto, Seto, Seto có nghĩa là thù thắng hay là cao thượng. Sắc cha năng, sắc cha năng, sắc cha năng có nghĩa là chân lý, do nó chia theo sở thuộc cách số nhiều, từ sắc chá mà chia theo sở thuộc cách số nhiều, thành ra là chúng ta lấy cái nghĩa là các chân lý. Các chân lý. Các chân lý. Sắc cha năng. Tiếp theo thì chúng ta cũng có một cái danh từ số điếm. Chaturo, Chaturo, Chatu. Chaturo có nghĩa là bốn. Chaturo có nghĩa là bốn. Dạ. Kế tiếp thì chúng ta có một cái danh từ rất là quen thuộc. Bada. Bada có nghĩa là câu hay là lời nói, câu hay là lời nói. Ba đà xuất phát từ danh từ ba đá đó, mà do được chia theo chủ cách số nhiều thành ra trở thành ba đà, ba đà câu hay là lời nói. Kế tiếp ở đầu dòng thứ ba thì chúng ta có một cái danh từ Virago. Virago có nghĩa là ly tham ái hay là ly tham, ly tham ái hay là ly tham. Seto thì chúng ta đã biết rồi, thù thắng hay là cao thượng.
thù thắng hay là cao thượng xét tô. Thamma năng trong các pháp, thamma năng có nghĩa là trong các pháp, nguyên mẫu của nó là danh từ nam tánh thamma, do được chia theo sở thuộc cách số nhiều thành ra trở thành thamma năng của các pháp hay là trong các pháp. Trong các pháp thì hay hơn, trong các pháp hay hơn. Rồi ở đầu dòng thứ tư thì chúng ta có dipat đanh chát, dipat đa nành chát, dipat đa nành chát, dipat có nghĩa là hai, bát đa năng nghĩa là chân. Vậy thì ngay chỗ này chúng ta phải biết là đi bát đa năng cộng với chát, đi có nghĩa là hai, bát đa năng là chân của loài hai chân, của các loài hai chân, do là chia theo sở thuộc cách số nhiều của các loài hai chân. Đi bát đa năng chát nghĩa là và, chát có nghĩa là và. Chắc khú ma có nghĩa là bậc hữu nhãn, là chỉ cho Đức Phật đó nha, là chỉ cho Đức Phật đó. Chắc khú ma thật sự ra nếu mà đầy đủ á, là chắc khú man tú, là chắc khú man tú do cái lực sanh thí Bali á, là cái chỗ là an tú nó chuyển thành ma, là chuyển thành ma, là chắc khú ma. Bậc hữu nhãn là Đức Phật đó. Dạ. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được cái phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Ai Minh rất nhiều. Magga Natthan Niko Setho Sakcha Nang Chaturo Pada Vigrago Setho Thamma Nang Dipada Nang Chakkhuma, có nghĩa là tám chánh đường thù thắng, bốn câu lý thù thắng, ly tham pháp thù thắng, giữa các loài hai chân pháp nhãn người thù thắng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành cái phần từ vựng, thành ra chúng ta tiếp tục tới cái phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 273. Thì kính thưa quý vị, cái tích truyện ngày hôm nay đó, là cái duyên sự ngày hôm nay á, là nói về 500 vị tỳ kheo lượng đạo. Thì cái câu chuyện này á, được diễn tiến từ câu kệ 273 cho đến câu kệ 276. Mà hôm nay thì chúng tôi sẽ giảng xung quanh đề cập đến câu chuyện của câu Pháp Cú Kinh số 273 thôi. Đó. Thì tại sao mà Đức Phật nói bát chánh đường thù thắng, bốn lý, bốn đế lý thù thắng, ly dục pháp thù thắng, giác nhân người thù thắng? Thì do có cái câu kệ này là cái duyên sự nó xảy ra là như vậy. Đức Phật thiết lên nguyên một cái loạt bài kệ này đó là khi ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, mà đề cập đến 500 vị tỳ kheo. Mà ở trong cái câu chuyện nó kể lại rằng là sau khi mà đi theo Đức Bổn Sư đi du hành khắp xứ Ấn Độ rồi trở về cái thành Sawatthi, thì lúc đó chư tỳ kheo mới ngồi ở trong cái hội trường mới đàm luận về đường xá, các vị có vị thì nói
con đường từ làng này sang làng kia nó bằng phẳng, rồi cái con đường từ cái làng khác qua cái con làng nọ thì nó không bằng phẳng. Nói chung là các vị bàn gì cũng như là con đường, có con đường nó đẹp, có con đường nó gồ ghề, có con đường nó khó đi, vân vân. Thì nó cũng giống y như chúng ta thôi quý vị. Có nghĩa là chúng ta mà trải qua một cái chuyến đi đó, thì chúng ta ngồi, chúng ta bàn lại, chúng ta ngồi với nhau ấy, chúng ta sẽ nói cảnh này nó đẹp, cảnh kia nó còn đẹp hơn, vân vân. Đó, thì nói chung là thường thường á, là chúng ta cứ chạy theo tục đế, chúng ta cứ chạy theo cái pháp thế gian. Chỉ có ai mà người ta là một cái bậc mà luôn an trú ở trong pháp thì lúc đó người ta nghe, người ta sẽ nhắc nhở mình, người ta nghe, người ta sẽ nhắc nhở lại mình, thì lúc đó mình mới nhớ để mà được, để mà mình quay lại với pháp. Quý vị, chúng tôi nhớ rằng á, có những lần á, mà khi mà chúng tôi đi ra tới biển á, đi đâu mà ví dụ như ra miền Trung á, trên đường đi á, thì mình thấy biển, thì nếu mà lúc đó đó mà một mình chúng tôi ngồi á, một mình chúng tôi ngồi á, mà chúng tôi nhìn biển á, thì mình nhìn tí xíu á, thì mình lại nhớ ở trong kinh Đức Phật cũng có thuyết về biển, biển cả. Thì có lần đó, Đức Thế Tôn hỏi các cái vị chúa Atula tại sao mà thích ở gần biển, ở trên cái biển này hoặc là cái bờ biển. Thì chúa Atula mới kể Đức Phật là ở biển nó có những cái châu báu, nó có này có cái kia đó. Thì Đức Phật mới thuyết lại cho Atula nghe, thì ở biển có những cái điều kỳ diệu, thì ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng có những cái điều kỳ diệu đó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này là để chi vậy? Để là coi như là mình, nếu mà mình có nghe ở trong kinh điển, mình có được là nghe nhiều, thì quý vị thấy rằng mình đi vô rừng hay là mình đi ở cái xứ biển, mình đều nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu mà quý vị mà không có được nghe nhiều đó, là coi như là mình gặp cảnh nào là mình chạy theo cái cảnh đó, mình gặp cảnh nào mình sẽ chạy theo cái cảnh đó. Đó, thì trở lại với cái câu chuyện này đó, thì lúc đó các vị tỳ kheo đang ngồi bàn, con đường này nó đẹp, con đường kia nó bằng phẳng, đồ này kia, ngồi bàn, thì lúc đó Đức Phật mới xuất hiện. Mà quý vị biết rằng là không phải là tự nhiên Đức Phật xuất hiện đâu. Đức Phật ngài nghe các vị tỳ kheo bàn, rồi ngài mới quán xét, ngài thấy mấy trăm vị tỳ kheo này đang ngồi bàn như vậy. Nhưng mà nếu mà Như Lai mà xuất hiện, Như Lai thuyết giảng cho các vị này nghe, thì các vị này sẽ đắc được A La Hán thánh quả. Nếu mà có thấp nhất á, thì cũng an trú ở trong cái bậc Tu Đà Hoàn. Đó, thì chính vì vậy mà Đức Phật ngài mới xuất hiện, ngài xuất hiện ở hội chúng. Thì chúng ta nhớ rằng là lúc nào các vị tỳ kheo mà hội họp với nhau, các vị tỳ khô hội họp với nhau á, thì lúc nào cũng chừa ra một cái chỗ, một cái chỗ mà trang nghiêm đàng hoàng, để cho nếu mà Đức Phật có đến thì Đức Phật sẽ ngự ở trên đó, có nghĩa là sẽ ngồi ở trên đó. Thì quả thật là lúc đó Đức Phật quán xét thấy cái duyên lành của các vị tỳ khưu rồi, Đức Phật mới đi đến và ngự lên cái chỗ ngồi đã để sẵn ở đó. Khi mà Đức Phật ngồi xuống rồi đó, Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo là đang bàn về cái chuyện gì đây, đang bàn cái chuyện gì đó. Thì các vị tỳ kheo có trả lời là bạch Đức Thế Tôn, con bàn chúng con đang kể lại những cái con đường mà đã đi qua, có những con đường nó cong, có những con đường nó đẹp, có những con đường nó gồ ghề, vân vân. Đó, thì khi mà Đức Phật á, ngài mới dạy cho các vị tỳ kheo đó là những cái con đường ở bên ngoài, hay là những cái con đường đó là một cái con đường nó rất là thường, hoặc là phải, nếu mà nói ở trong cái sự tu tập á, nó chỉ là ngoại đạo thôi,
Ngà nó không phải là những cái con đường mà để mà mình có cái tâm ngà, có cái mục đích ngà để mà mình đi đến đó. Thì lúc đó Đức Phật á, mới nói các vị tỳ kheo đó là coi như là những con đường đó là mình chỉ đi qua như vậy thôi, còn cái con đường mà mình cần phải mà theo sát, cần phải mà đi du hành du nhập ở trên đó là cái con đường thánh đạo. Cái con đường thánh đạo có nghĩa là cái phải tu tập mà làm sao mà chúng ta đi ở trên cái con đường mà từ người phàm mà trở thành cái người thánh, cái vị thánh nhân, thì cái con đường đó mới giải thoát được mọi cái khổ đau. Chứ cái con đường mà cong hoặc con đường mà đẹp đó, hoặc là con đường gồ ghề, những cái con đường đó bây giờ mà mình có đi đến bao nhiêu, đi đến hết cái cuộc đời này thì nó cũng không có đem lại cái sự chấm dứt khổ đau. Chúng ta nhớ rằng có một cái vị đó coi như là có thần thông, mà một cái vị đó là có thần thông, mà quý vị thấy rằng cái thần thông của quý vị đó ghê đến nỗi mà bước một bước chân thôi là từ bờ biển bên này qua bờ biển bên kia, mà cái vị đó là coi như là phát lên cái tâm là muốn đi như vậy cho hết cái cuộc đời mình, coi mình đi hết ở trên cái trái đất này không, cái thế gian này không đó. Nhưng mà quý vị thấy không, cái vị đó có thần thông đến cỡ đó đó mà đi hoài không hết cái thế gian này đó. Nhưng mà khi đến gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết giảng cho cái vị đó nghe, cái vị đó chứng đắc A La Hán thánh quả, là coi như là cái vị đó rành mạch hết tất cả cái con đường, con đường nào dẫn đến đâu, con đường nào dẫn đến đâu, là cái vị đó là sẽ biết được hết đó. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng là những cái con đường mà mình đã trải qua hồi đó giờ, cái phải nói rằng là hồi đó giờ mình đi biết bao nhiêu con đường rồi quý vị, mình đi biết bao nhiêu con đường rồi, nhưng mà không có cái con đường nào nó an ổn. Chỉ có bây giờ mà chúng ta đi với cái con đường Phật Pháp này, chúng ta đi ở trên cái đạo lộ này, chúng ta đi ở trên cái sự học mà trao dồi về giới và về định, về tuệ, chúng ta đi ở trên cái con đường này nó mới thật sự là nó an ổn. Chúng tôi nghĩ mình chưa có đạt được thiền định, mình chưa có đạt được đạo quả, mà mình chỉ mới có tu tập ở trong cái đời sống này thôi, mà mình cũng cảm thấy mình cũng cảm thấy mình hoan hỷ rồi, thì quý vị nghĩ coi, đến một ngày nào đó mà chúng ta chứng được thiền định, một ngày nào đó chúng ta chứng được đạo quả, thì cái sự an tịnh đó nó diễn ra đến với chúng ta biết sao mà kể cho xiết đó. Thì khi mà Đức Phật đã hướng tâm các vị tỳ kheo vào cái con đường tu tập, không có nên đi ở trên những cái con đường mà mình đã từng trải qua rồi đó, thì Đức Phật ngài mới thiết mắt ga nát than ni cô xét thô sắc cha năng chát túc ba đa quyết ra go xét thô thâm ma năng điếc bát nanh chát chắc khu ma, có nghĩa là bát chánh đường thù thắng, bốn đế lý thù thắng, ly dục pháp thù thắng đó. Đó, pháp nhãn người thù thắng đó, Đức Phật mới thiết lên cái câu kệ mà chúng ta vừa học cái phần từ vựng. Vậy thì ở đây mắt ga nát than ni cô đó là cái gì quý vị, là cái con đường bát thánh đạo. Mắt ga nát than ni cô hồi nãy đó chúng ta đã học cái phần từ vựng rồi. Mắt ga, mắt giác, mắt giá là đạo lộ, á thá là tám, ăn với cát hay là ăn với cô là chi phần, là có nghĩa là cái con đường tám ngành này nè đó. Chúng ta thấy rằng ở ngoại đạo đó, nó có nhiều con đường lắm, nó có nhiều con đường lắm, những cái con đường đó theo phải nói rằng là nếu mà chia ra đó, là chắc là nó mấy chục cái con đường. Nhưng mà đối với ở trong Phật giáo, chúng ta chỉ cần đi theo
cái con đường mà tám ngành này thôi, là cái con đường mà bán chánh đạo này thôi, thì chúng ta sẽ dẹp trừ được là những cái chủ thiết là tà kiến, là những cái chủ thiết tà kiến hết đó. Hoặc là nếu mà nói về ở thế gian này đó, là chúng ta có bao nhiêu con đường quý vị? Chúng ta có 31 con đường, có nghĩa là chúng ta có 31 cõi đó, là chúng ta có 31 cõi đó. Thì 31 cõi này thì có 31 con đường mà dẫn đến là 31 cõi đó. À, nhưng mà chỉ có cái con đường mà mắt ga nách thang với cô là cái con đường này là con đường thù thắng nhất, là đó là chúng ta đi ở trên, là cái con đường là chánh kiến nè, con đường chánh tư duy nè, con đường chánh ngữ nè, con đường chánh nghiệp nè, con đường chánh mạng nè, và con đường chánh tinh tấn nè, là con đường chánh niệm nè, con đường chánh định, là chúng ta đi ở trên 8 cái con đường này, có nghĩa là chúng ta tu tập về bát chánh đạo. Bát chánh đạo này đó mới là một cái chân lý mà tuyệt đối để cho chúng ta giác ngộ, là chúng ta giác ngộ chúng ta thấy được cái nhĩ vị, chúng ta thấy được tứ đế, là chúng ta thấy được tứ đế, có nghĩa là khổ đế là có thật, là rồi tập đế là có thật, rồi diệt đế là có thật, và đạo đế là có thật. Thật sự ra đó quý vị thấy rằng khi mà mình nói đến bát chánh đạo với tứ diệu đế là những cái đề tài nó quá lớn, nhưng mà chúng ta được học, chúng ta được học từ hồi trước tới giờ rồi. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta nếu mà chúng ta nghĩ đến bát chánh đạo đó, thì làm sao quý vị, chúng ta coi lại ở trong bát chánh đạo có gì trong đó, có chánh kiến rồi. Vậy thì chánh kiến là cái gì? Chánh kiến là một cái sự mà hiểu đúng, mà mình hiểu, mình biết mình đúng. Hoặc là chánh kiến đó, là cái đầu tiên đó, là cái đầu tiên để mà mình có chánh kiến là mình phải làm cái gì? Chúng ta phải tin nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta phải tin nghiệp và quả của nghiệp. Ở trong những cái bài giảng trước đó, chúng tôi đã giảng rồi, chúng tôi nói rằng là đối với chánh kiến đó, cái chi phần đầu tiên đó, là tin quả và nghiệp của quả đó, nghiệp và quả của nghiệp. Vậy thì cái sự tin này đó là chúng ta không có cần mà chúng ta phải tu tập mà chúng ta phát sanh trí gọi gì hết. Có nghĩa là bây giờ chúng ta so sánh, chúng ta so sánh mình mà làm những cái điều bất thiện, mình phải chịu cái hậu quả bất thiện. Bây giờ mình liếc ai một cái thì người ta sẽ liếc lại mình một cái. Hãy mà mình nói nặng ai một cái thì người ta sẽ nói nặng lại mình một cái. Hãy mà mình có một nụ cười với một người nào đó thì người ta cũng đáp trả lại mình bằng một cái nụ cười. Coi như là nó mình, hãy mà mình gây nhân là mình gây nên cái nhân là mình sẽ gặt hái cái quả ngay trong hiện tại liền. Đó, thành ra đó chúng tôi mới nói rằng là đối với tu tập đó, mà chúng ta có chánh kiến đó, thì trước tiên thì chúng ta phải có đặt niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Mà nghiệp và quả của nghiệp này đó, nó có cần phải chúng ta là phát sanh trí tuệ gì không? Không cần quý vị. Có nghĩa là chúng ta so sánh, chúng ta biết rằng mình mà coi như là mình hành hạ chúng sanh nào đó thì mình phải chịu cái sự khổ đau đó, mình phải nhận lấy cái hậu quả. Thì cái điều này là do chúng ta có cái niềm tin, chúng ta đặt cái niềm tin vào nhân quả nghiệp báo đó. Thành ra cái chánh kiến này trước tiên là chúng ta phải có niềm tin với nghiệp và quả của nghiệp đó, rồi từ đó đó chúng ta mới tu tập, chúng ta mới tu tập dần dần, chúng ta mới phát sanh được cái trí tuệ. Còn nếu mà như ở lúc đầu á, chúng ta không có những cái chi phần như là thí dụ như là niềm tin nghiệp và quả của nghiệp đó, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tu tập về chánh kiến được. Khi mà mình có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp rồi thì lúc đó mình thấy rằng là coi như là mình phải tìm cái phương pháp nào đó để mà mình tu tập, để cho mình đừng có vướng vào những cái ác bất thiện pháp.
mà hãy mà mình chỉ giữ giới không đó, thì nó chưa có vững chắc. Thành ra lúc đó đó chúng ta phải tìm đến chúng ta tu tập bằng thiền định. Khi mà chúng ta tu tập bằng thiền định rồi đó thì chúng ta cũng thấy nó chưa có vững chắc nữa, thành ra chúng ta mới tìm đến cái phương pháp mà tu tập về thiền quán đó, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy chúng ta vững chắc rồi. Khi đó mà chúng ta tu tập về thiền quán á, thì nó sẽ phát sanh nó sẽ phát sanh đạo và quả đó. Thì vậy thì quý vị thấy rằng chánh kiến là cái gì? Là mình có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp, có chánh kiến trong thiền định, có chánh kiến ở trong thiền quán, thì mới dẫn đến chánh kiến ở trong đạo, chánh kiến ở trong quả, rồi chánh kiến mình trong cái tâm phản kháng. Có nghĩa là khi đó là chúng ta biết những cái phiền não nào chúng ta đã đoạn trừ đó. Thì vậy thì mình nói mình tu tập về chánh kiến thì mình phải biết, mình phải hiểu được, mình phải biết được những cái chi phần đó. Thì thật sự ra đó, khi mà dùng những cái danh từ này đó, chúng ta thấy khó nhớ, chúng ta thấy khó nhớ. Nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng vô cái đời sống tu tập, chúng ta thấy rằng là mình có chánh kiến như thế nào, tôi có chánh kiến mà tôi tin nghiệp và quả của nghiệp, hãy mà tôi mà liếc người ta một cái thì tôi sẽ bị đáp trả lại bằng một cái sự liếc của người khác lại. Còn thể nếu mà chúng tôi có nụ cười với cái người đó thì người đó sẽ đáp trả lại chúng tôi bằng một cái nụ cười đó. Thì mình biết nghiệp và quả của nghiệp mà cái nghiệp ngay trong hiện tại đó đó. Rồi bây giờ mình thấy bây giờ những cái đó nó chưa có vững chắc thôi mình phải tìm cái phương pháp nào mà mình làm cho cái nội tâm của mình kiên cố. Thì cái nội tâm của mình kiên cố đó, thì lúc đó mình chỉ có đi vào những cái phần mà như là thiền định hoặc là thiền quán đó, thì từ đó trí tuệ của mình sẽ phát sanh, mình có cái sự hiểu đúng. Mà hãy mà quý vị mà có chánh kiến rồi đó, thì coi như là mình có chánh tư duy không? Có quý vị. Mình có tu tập về chánh kiến thì mình đâu có dám, mình đâu có thời gian mà mình suy nghĩ những cái tà tư duy. Mình liếc người ta mình còn không liếc nữa, làm sao mà mình tu tập về cái sự sân hận. Chánh tư duy là mình ly dục, ly sân, ly hại, ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm đó. Thì chánh tư duy mình tu tập để mà mình có những cái suy nghĩ để mà mình lìa khỏi những cái dục, mình lìa khỏi cái sự sân hận, mình lìa khỏi những cái ý muốn mà hại người đó. Thành ra chúng ta tu tập mà có chánh kiến thì nó sẽ dẫn đến chánh tư duy. Mà hãy mà chúng ta có chánh kiến rồi đó thì mình hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, mình tu tập có chánh kiến rồi, lúc đó mình có chánh ngữ không? Có, mình phải tu tập được chánh ngữ đó. Tại vì bây giờ mình có cái sự hiểu biết đúng nghiệp và quả của nghiệp rồi thì không lẽ mình đi nói xấu người khác hoài, không lẽ mình không có chánh ngữ đó. Thành ra khi mà quý vị mà có cái sự hiểu đúng rồi đó thì chúng ta sẽ tu tập, chúng ta gìn giữ cái khẩu của chúng ta được. Chúng ta hãy mà mình hiểu được rồi á, mình hiểu được cái dòng sanh tử luân hồi này nó khổ đau như vậy, mình có tranh danh đoạt lợi gì đó rồi bằng cái sự nói của mình hoặc là mình nói chia rẽ này kia vân vân, rồi cuối cùng mình cũng ra đi, rồi mình cũng bỏ lại hết tất cả mà chỉ có mang theo cái nghiệp đó thôi đó. Thì mình có sự hiểu biết đúng, có chánh kiến rồi thì chúng ta sẽ giữ được chánh ngữ, chúng ta sẽ giữ được chánh ngữ. Mà hãy mà có chánh kiến rồi á thì coi như là chánh nghiệp của chúng ta cũng vậy, có nghĩa là lúc đó tự động mình sẽ tìm cái nghề nghiệp chân chánh, cái nghề nghiệp chân chánh của mình. Mình nghĩ hồi xưa kia đó mình chưa có biết đạo đó thì mình còn làm ăn nó cái nghề nghiệp nó, nói chung là mình theo thế gian, mình thấy người ta bán đồ thiệt với đồ giả, người ta trộn lại người ta bán thôi, mình cũng làm vậy, nhưng mà mình làm cũng ít hơn rồi mình bán rẻ hơn rồi thế kia vân vân đó. Thì hồi trước mình chưa có biết đạo thì mình còn vậy, còn bây giờ mình nghĩ thôi
mình có làm như vậy đó thì nó dư ra được một chút tài sản, nhưng mà cuối cùng mà cái nghiệp nó cũng đi theo mình, là cái nghiệp nó cũng đi theo mình. Quý vị có nhớ lúc trước chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, là có những người mà người ta mua bán mà người ta chỉ cân đong đo đếm mà nó thiếu thôi, cân đong đo đếm mà nó thiếu thôi mà phải sanh xuống địa ngục. Sau khi hết tuổi thọ ở địa ngục rồi thì cái người đó sanh làm ngã quỷ, mà sanh làm ngã quỷ với một cái tướng đi nó nặng nề. Hai cái ở trong kinh mô tả là đó, quý vị thấy rằng những người đó là những người mà người ta mua bán mà người ta cân thiếu nè, rồi làm những cái vị quan mà sự kiện mà ăn hối lộ nè. Quý vị biết rằng ở trong kinh tả lại là làm cái kiếp ngã quỷ hoặc là những người đó mà sanh lại làm người á, quý vị biết rằng người ta ngồi mà người ta phải ngồi ở trên cái bìu giái của người ta, rồi người ta sẽ ngồi với một đống thịt rất là nặng nề, rất là nặng nề, do cái nghiệp quả mà dư sót đó. Quý vị thấy ghê không? Đó thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình có chánh kiến rồi đó, mình hiểu nghiệp và quả của nghiệp rồi đó, thì mình cũng sẽ dần dần mình tránh được cái sự mà tà nghiệp, có nghĩa là mình tu tập được chánh nghiệp. Rồi đối với chánh mạng cũng vậy, đối với chánh mạng khi mà mình hiểu biết đúng rồi đó, thì quý vị thấy rằng á, cũng như hồi xưa mình chưa hiểu biết đúng đi, mình nghe người ta nói mình ăn cá kho đó, là con cá đó nó phải còn sống rồi mình đem mần, đem mần nó ra, rồi mình ăn cái thịt nó mới dai, cái thịt nó mới ngọt, cái thịt nó mới ngon. Nhưng mà bây giờ mình biết đạo rồi, thôi bây giờ có ngon thì nó ngon hơn chút thôi, nó thật sự nó hỏi có ngon không, ngon, ngon hơn chút thôi. Nhưng mà cuối cùng sao, cuối cùng mình cũng mang cái mình ăn xong rồi đó thì nó cũng tiêu hủy hết, tiêu hóa tiêu hủy hết, mà cái nghiệp thì nó lại còn mang theo. Thành ra mình hiểu biết cái điều đó là thôi bây giờ ăn nó dở hơn tí xíu, nó dở hơn tí xíu, mà mình giữ được cái chánh mạng của mình. Chánh mạng có nghĩa là quý vị lấy cái gì mà quý vị nuôi cái cơ thể này mà không có phạm vào bốn cái ngữ đó, nói đâm thọc, nói lời thô ác, nói lời chia rẽ, nói lời nhảm nhí đó. Đó, chúng ta có được một cái gì đó, chúng ta đưa vô người để mà chúng ta nuôi cái thân mạng này mà nó không vướng vào bốn cái ác ngữ và ba cái ác về thân nghiệp đó, thì chúng ta gọi là chánh mạng đó. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta không có vướng vào những cái trộm cắp, tà dâm, hoặc là sát sanh. Đó, cái gì mà chúng ta bây giờ chúng ta có được một cái phần cơm mà nó không có vướng vào do cái sự mà sát sanh hoặc là tà dâm, mà mua bán người gì đó, hoặc là nó không có vướng vào cái sự nói dối đồ này kia. Đó, thành ra đó là mình như vậy á, mình là chánh mạng. Thật sự ra đó, hồi nãy liên quan đến hồi nãy mà chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, khi mà quý vị đi đến chùa đó, mà đối với cơm á, mà ở trong chùa đó, mà các vị sư á, mà dùng á, mà còn dư lại đó, mấy vị dùng cái phần cơm đó đó, thật sự ra cái phần cơm đó mới đúng luôn là chánh mạng đó. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mấy vị sư á, người ta ăn còn lại, bây giờ á, mình lên mình ăn, mình thấy rằng là trong cái bữa ăn đó, quý vị đâu có nói dối gì đâu. Quý vị đâu có nói dối, đâu có nói đâm thọc, đâu có nói lời chia rẽ, đâu có nói lời nhảm nhí. Rồi cái bữa cơm mà quý vị đang ăn đó là quý vị đâu có phạm vào sát sanh hay trộm cắp hay là mua bán mãi dâm gì đâu. Đó, thành ra cái đó đó mới là thật, là cái chân chánh. Thật sự là cái ngày hôm đó nếu mà quý vị mà ăn cơm mà của các vị tỳ kheo mà còn dư lại đó, thì đúng là cái ngày hôm đó quý vị nuôi cái thân này nè một cách chân chánh, một cách chánh mạng, một cách chân chánh đó. Nhưng mà quý vị biết rằng ở trong thời nay đó thì nó kẹt một cái là xuất gia, là có nhiều cái hạng người xuất gia. Chứ thật sự ra đó, khi mà chúng tôi ngày xưa chúng tôi được học đó,
từ cái ăn cũng vậy, từ cái ăn cũng được dạy rất là kỹ càng. Có nghĩa là mình có muỗng và đũa để mà mình múc thức ăn từ ở trong một cái đĩa đó, rồi mình mới bỏ vào ở trong cái đĩa của mình, rồi mình có cái muỗng và cái nĩa của mình riêng để cho mình múc lên mình đưa vào miệng, nó trúng vào cái môi của mình để mà mình ăn. Rồi khi mà mình muốn lấy đồ ăn nữa đó thì mình phải dùng cái muỗng đũa mà mình để dùng riêng để gấp đồ ăn bỏ vô mình, bỏ vô cái phần của mình. Thành ra cái sự ăn uống á, được các cái vị trưởng lão ngài dạy rất là kỹ đó. Thành ra khi mà mình rồi mình ngồi mình nghiêm trang mình thọ thực, mình nghiêm trang mình thọ thực, thành ra những cái thức ăn đó có khi á, nó cái độc tố đó nó cũng bị giảm đi vị. Chúng tôi ngày hôm qua chúng tôi gặp một cái vị sư huynh đệ của chúng tôi, cái vị đó kể lại đó là trong cái thời gian cái vị đó sống ở bên Miến Điện, quý vị biết rằng cái vị đó là coi như là bị có một cái con rắn, rắn lục đuôi đỏ, rắn lục đuôi đỏ cắn quý vị, cắn cái vị sư đó, rồi vị sư đó thấy bây giờ mình cũng không kịp, cũng không có kịp để mà đi chữa trị, tại vì nghe nói là rắn lục đuôi đỏ mà nó cắn rồi nó thì trong vòng một tiếng là sẽ chết. Đó, cái vị đó nghĩ rằng đang hành thiền ở trong một cái rừng thiền nó rất là sâu, rất là xa, thành ra cái vị đó chỉ đi vào ở trong thiền đường thì thấy mọi người đang hành thiền cũng không dám làm phiền mọi người, thì cái vị đó vô vô trong trường thiền ngồi ở đó. Rồi cái vị đó là coi như là thấy rằng bây giờ trước cũng chết sau cũng chết, thì cái vị đó ngồi coi như là tụng cái bài kinh Quý Ru Bắc Khê, có nghĩa là tụng cái bài kinh mà nói về rải tâm từ cho những cái loài rắn ấy. Thì quý vị biết rằng cái vị đó tụng tới vậy đó, mà cái vị đó thấy nọc nó chạy ở trong người vậy đó. Rồi sau đó rồi hết cái thời gian mà hành thiền thì mới báo cho người ta biết, báo cho người ta biết thì coi như là lúc đó người ta chỉ lấy bông đu đủ đực người ta đắp lên cho cái vị đó, rồi đem đi đến bệnh viện là cho uống vài cái viên thuốc giảm đau rồi này kia. Vậy mà cuối cùng thì vị đó sốc, cuối cùng thì vị đó trở về Việt Nam được và khỏe tới ngày nay luôn đó. Thì cái vị đó kể lại với chúng tôi là nói về tụng cái bài kinh mà rải tâm từ cho các loài rắn, mà cái vị đó nói rằng là coi như là lúc đó không đủ cái khả năng để mà tụng hết bài kinh nữa. Không đủ, tại vì nó đau mà nó làm cho mờ mắt luôn. Cái vị đó nói là chỉ tụng có cái đoạn đầu vậy đó, mà cái vị đó nói là với chúng tôi là không biết là sao mà vượt qua được, quý vị. Còn ở trong cái sự mà quý vị nhớ là khi mà chư tăng nếu mà ăn cơm ấy, mà có quán tưởng hoặc là thọ thực bằng một cái tâm từ đó, thì như ngày xưa mà các vị tu tập đó, nếu mà có độc tố ở trong đó cũng đều tiêu tan. Thì quý vị thấy rằng là rõ ràng là cái giáo pháp mình đang tu tập đó, thì thật sự là mình phải nói rằng là không lẽ là mình phải lấy cái tên cái lớp học này là Phật pháp nhiệm màu mới đúng đó. Nhưng mà tại vì sao quý vị? Tại vì mình không đủ niềm tin, mình không đủ niềm tin để mà mình tập trung vô, mình tập trung vô, thành ra bây giờ nó không có đủ quy lực quý vị. Có nghĩa là cái niềm tin mình nó không đủ. Như vị sư đó thì quý vị thấy không? Không còn đường nào để mà thoát thân hết rồi. Thì bây giờ chỉ nghĩ lại là ngồi xuống bắt đầu tụng kinh hành thiền. Đó, vậy mà vượt qua, chứ ở bên Miến Điện mà hỏi quý vị ở trong rừng thiền mà làm sao mà có xe cấp cứu mà vô kịp quý vị. Đó, thành ra chúng ta nhớ lại là khi mà thọ thực á, cái vị đó thọ bằng tâm từ, hoặc là có cái sự quán tưởng, ăn trong cái sự quán tưởng, những cái độc tố nó cũng tiêu tan. Đó, trở lại với chánh mạng á, thành ra chúng tôi nói cho quý vị nghe cái điều đó. Thật sự ra khi mà mình đi đến chùa đó, mình dùng của chư tăng, mà với điều kiện cái thời nay thì quý vị cũng phải biết cái vị sư đó ăn uống nó có phong cách không,
À, vừa phải có phong cách mà vừa phải có tâm từ, hoặc là vừa có phải có cái sự quán tưởng nha quý vị. Chúng tôi thuyết giảng cho quý vị nghe đó, nó rất là đầy đủ. À, chúng tôi chỉ sợ quý vị nghe mà lúc đó mạng nó bị chập chờn á, rồi quý vị nghe không có rõ. Chứ thật sự ra khi mà quý vị đi đến, quý vị gặp các vị sư ngồi ăn, quý vị cứ ngồi quý vị quan sát, quý vị coi cái vị đó ăn trong cái sự cười giỡn hay là ăn trong cái sự mà nghiêm trang, thì nếu mà mình thấy được thì lúc đó quý vị dùng lại cái phần mà các vị sư mà còn thì nó tốt thôi, nó tốt thôi, nó tốt. Nhưng mà với điều kiện chúng tôi là nhấn mạnh là cái vị đó phải có phong cách ăn, phải có phong cách ăn, rồi cái phong cách đó là cái sự mà giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, rồi còn cái tâm từ của cái vị đó hoặc là cái tâm quán tưởng vật thực của cái vị đó chúng ta phải nhìn rồi chúng ta mới ăn. Còn chúng tôi kể cho quý vị nghe thuyết giảng, chúng tôi chỉ rất là thiệt tình. Rồi quý vị đi đến là nhiều khi quý vị dẫn con cái mình thờ nay thì thờ nay là một cái thờ mà phát triển của khoa học, mà lỡ mà gặp mấy vị sư mà ăn mà coi như là quậy múc tùm lum ở trong đó hết đó, cái muỗng mà mình múc mình đưa vô miệng mình ăn cơm rồi mình thọc cái muỗng đó vô cái tô canh, thậm chí mà quý vị biết chúng tôi ngồi mà nhiều khi chúng tôi còn không ăn nữa làm sao mà quý vị ăn được, mà cái đó mấy vị mà dẫn con cháu mình lỡ là người ta con cháu mình sẽ chê cái đạo mình. Thành ra mình phải cẩn thận, mình cẩn thận, cái gì nó cũng có cái bề mặt bề trái hết nó đó. Thành ra quý vị nghe này, quý vị mình phải nhớ, quý vị phải cẩn thận nó. Rồi khi mà chúng ta có chánh kiến thì chúng ta sẽ tu tập được chánh mạng, chúng ta hiểu đúng rồi đó, rồi chúng ta sẽ chánh tinh tấn để mà loại trừ tà tinh tấn. Mình không có chánh tinh tấn thì tà nó sẽ lọt vô thôi, quể quái làm biến lừ đừ đồ này kia, chán đồ này nọ đó. Phải có chánh tinh tấn là chánh niệm chánh định đó, chúng ta tu tập. Nhưng mà phải nó nhớ là dẫn đầu là chánh kiến, dẫn đầu là chánh kiến. Thì mình mà có sự hiểu đúng là mình thấy cái sự mà ngủ thêm hoặc là đi chơi đồ này kia nó mình không làm được cái chuyện gì hết đó. Mình có chánh tinh tấn chánh niệm, chánh tinh tấn rồi mình sẽ tu tập, có chánh niệm sẽ phát sanh được chánh định. Thì khi mà chúng ta hoàn thành, chúng ta phát triển mà đúng mức của bát chánh đạo rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được tứ đế, chúng ta sẽ thấy được tứ đế là cái con đường, cái con đường, cái đối với cái lời mà trong các cái sự chân thật, trong bốn cái lý mà thù thắng là tứ diệu đế là thù thắng nhất. Rồi trong các pháp thì cái pháp mà ly tham cái pháp ly tham là cái pháp mà thù thắng nhất. Rồi còn nói về mà trong cái rồi hai chân trong cái những cái người, những cái chúng sanh mà gọi là chúng sanh hai chân là cái lòng người mình thì đối với Đức Phật là một cái bậc hữu nhãn, một cái bậc mà cao thượng nhất, không có một cái bậc nào mà sánh bằng hết đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với trong cái bài học ngày hôm nay thì đúng ra là nó rất là dài. Cái bài học ngày hôm nay thì nó cái bài học ngày hôm nay nó rất là dài quý vị, nhưng mà cái thời gian nó ít quá, không biết làm sao mà tôi giảng làm sao mà bây giờ nó hết thời gian rồi, nên chúng tôi cũng xin được được dứt lời nha. Và còn quý vị còn làm bên kia nữa, làm việc bên kia nữa thôi. Vậy thì với cái phần phước này thì xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và cũng xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong cho quý ngài và quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thác Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phúc mặt phúc mài, chư thiên chúa Diêm Vương, chư vị thầy tổ mà đã quá giảng, mong các ngài hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng bài học số 273 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Sư. Ogato sapa mangalang rakhan tu sapa de gota sapa buddha na pha vena sada sati pangwan tu te ogato sapa mangalang rakhan tu sapa de gota sapa dhamma na pha vena sada sati pangwan tu te ogato sapa mangalang rakhan tu sapa de gota sapa sangha na pha vena sada sati pangwan tu te. Tất cả phương pháp hằng con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Dạ lê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re mô thi ga re ta hình ta hình. Ta tham ma đa đê na